Hello, chào mừng mọi người quay lại với kênh của mình. Mình là Nhị Quang. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người trải UV cho mô hình Loboly này và vẽ texture đơn giản cho nhân vật nam và nhân vật nữ. Công đoạn đầu tiên của việc trải UV chính là đánh dấu các cạnh seam. Nó chính là các vết cắt để các bạn có thể trải một hình hộp ra thành một mặt phẳng. Để thực hiện thì các bạn chọn các cạnh cần cắt, sau đó bấm Ctrl E Maxin. Cơ bản như vậy thôi, các bạn chuyển qua tab UV để cho dễ thao tác. Bấm phím U và chọn Unwrap. Có một cách nữa cho các bạn lười, đó chính là chọn Smart UV. Kết quả nó cũng trải ra hết, nhưng sẽ gây khó khăn cho quá trình mình vẽ texture. Chúng ta cũng nên tách các lưới này rời ra với nhau để dễ vẽ và cũng hạn chế bớt lỗi sau này. Đưa chuột vào lưới, bấm L để chọn hết một mảng lưới. Sau đó bấm S để tăng giảm kích thước và bấm G để di chuyển. Đặt tên cho texture và chọn màu mặc định. Mình sẽ chọn màu da người. Lưu nó cá nhẹ. Kế tiếp, chúng ta gắn texture vào mô hình. Chuyển qua tab Shading, tạo mới một material, đặt tên là Body. Sau đó, chỗ Surface, chọn Diffuse. Thêm mới một Image Texture, sau đó nối nó vào. Bây giờ mình sẽ tạo mô hình nhân vật nam và nhân vật nữ từ mô hình mẫu. Thêm yếu tố váy vào cho mô hình nữ. Đôi lúc face sẽ bị lỗi như thế này, các bạn bấm Shift N để fix. Do mình vừa thêm mới vài face nên mình sẽ trải lại cái chỗ này. Kiểm tra lại lần cuối, ok rồi, mình chuyển qua Texture Pen để vẽ. Mình sẽ chỉnh hai màu, một màu da và một màu trang phục. Màu trang phục là màu da thú có màu nâu đậm. Phím tắt để chọn màu thứ hai là các bạn bấm giữ Ctrl. Mình sẽ vẽ phần váy trước. Mình sử dụng thêm màu đen để tạo điểm nhấn.
Phần quấn ngực bên trên làm tương tự. Mình sẽ thêm nét đặc trưng cho bộ lạc trong con game của mình. Vậy là mình đã vẽ xong texture cho body nhân vật nữ trong game. Kế tiếp mình sẽ làm phần tóc cho nhân vật. Thêm vài kiểu tóc khác cho mới lạ. Vậy là hoàn tất quá trình cho nhân vật nữ, mình sẽ chuyển qua làm tiếp cho nhân vật nam. Mình lưu mới texture cho nam và chỉnh lại nó trong phần shading. Các bạn nhớ sửa lại phần ngực nhé.
Vậy là đã xong nội dung của video ngày hôm nay rồi. Video lần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Misamo để thêm xương và tải về một số animation cần thiết cho game. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau. Bye!